Xin chào tất cả các bác các anh. Hôm nay Ngọc Hạo giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái chiếc âm ly karaoke đến từ một hãng cũng rất là lâu đời của Mỹ, đó là Boston Acoustic, với model của nó là S450. Và cái này là hàng mới 100%, được bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất nha mọi người. Thì Hạo đã khui thùng và Hạo bưng ra trên đây rồi. S450 là một cái model hiện tại ở trên thị trường rất là được, rất là nhiều bác và anh ưa chuộng mọi người, bởi vì đó là cái mức giá thì cực kỳ dễ chơi mà được tích hợp ở bên trong đầy đủ cho chúng ta chơi trải nghiệm. Ví dụ như là tích hợp kiêm luôn cả cái bộ mic không dây này, Hạ đã tích hợp sẵn ở bên trong, và cái bộ mic không dây này là cũng của hãng Boston Acoustic, cực kỳ chất lượng luôn mọi người. Đó, rồi tích hợp cả vang, cục đẩy và kiêm luôn cả DAC ở bên trong. Nên khi mà các bác các anh mua cái chiếc âm ly này về, mọi người chỉ cần kết hợp thêm một cái đôi loa để là chúng ta hát karaoke thỏa thích luôn. Ngoài ra là không sắm bất cứ một cái gì nữa mọi người nha. Đó, cái bộ mic hãng cũng tích hợp, khi mà lợi điểm khi mà tích hợp cái bộ mic như vậy á, thì những cái kỹ sư của hãng Boston người ta đã nghiên cứu cực kỳ kỹ luôn. Nên đối với cái model này á, chúng ta hát nó sẽ chống hú rít rất là tốt. Và đặc biệt đó là cái giọng hát khi mà mọi người hát á, nghe nó nhẹ mà nó ngọt, nó rất là ấm áp luôn mọi người. Đó, đó là khi mà tích hợp cái bộ mic như vậy thì nó có rất là nhiều những cái ưu điểm ở bên trong và cực kỳ hay luôn mọi người. Đây, một cái thiết kế nó rất là sang luôn, cái màu vàng gold. Đó, có những cái đường cong rất là uyển chuyển. Toàn thân thì sẽ làm bằng màu đen. Với mức giá cái model này trên thị trường đang bán là 14.800.000 đồng, Ngọc Hạo giảm chỉ còn là trên 12 triệu một chút xíu thôi. Các bác các anh lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình, sẽ có cái mức giá tốt nhất thị trường. Bởi vì cái này vẫn còn đang bán mới ở trên thị trường nên Ngọc Hạo không tiện cái công bố cái mức giá giảm sâu ở bên Ngọc Hạo nha mọi người. Thì bây giờ Hạo sẽ quay là nó sẽ có những cái phụ kiện gì kèm theo, sau đó sẽ quay chi tiết máy và cũng như là Thảo sẽ hát test trực tiếp một bản nhạc để cho tất cả các bác anh thấy là cái chất âm của cái model này nó rất là ok luôn mọi người. Thì mọi người thấy là cái thùng thì Thảo để ở phía dưới, Thảo bưng ra trên đây rồi. Khi mà Thảo cui thùng ra thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện kèm theo, bởi vì cái này là hàng mới mà. Sẽ có phiếu bảo hành chính hãng từ hãng Boston Acoustic này. Đó, rồi cái hướng dẫn sử dụng này mọi người. Có cả cái remote nữa, đã có cả cái remote để cho tất cả các bác các anh mọi người có thể điều khiển từ xa. Ví dụ bác và anh nào mà mọi người không thích chỉnh trực tiếp ở trên cái màn hình cảm ứng này hoặc là những cái nút volume thì mọi người cũng có thể điều khiển trực tiếp từ xa qua cái remote này, rất là tiện luôn. Rồi có cả dây nguồn kèm theo này, anten, pin này, dây để cài đặt. Đó, nói chung là hàng mới thì nó sẽ còn đầy đủ hết. Các bác các anh yên tâm sử dụng nha mọi người. Bây giờ họ bỏ cái mic xuống, rất là nặng tay luôn mọi người. Đó, hát cái tần số chống hú rít của cái âm ly này cực kỳ tốt luôn mọi người. Với mức giá chỉ có trên 12 triệu một chút xíu thì rất là rẻ luôn mọi người. Đó, model của nó là Boston S450. Nó sẽ có đầy đủ hết đó. Và cái công suất đặc biệt đó là cái công suất cực kỳ lớn mọi người. Công suất lên đến là 450W mỗi cân, ở trợ kháng là 8 ohm nha mọi người. Nên nó sẽ có cái tên đó là S450, là nó sẽ có cái công suất đầu ra cực kỳ khủng luôn, 450W mỗi cân ở trợ kháng 8 ohm. Với cái công suất như vậy thì các bác các anh mọi người khỏi cần lo về cái vấn đề mà chúng ta đánh những cái cặp loa 3 tấc, 4 tấc có đánh nổi không. Cái này là đánh thoải mái nha mọi người. Đó, mọi người đánh những cái cặp loa có cái công suất lớn 3 tấc, 4 tấc đánh rất là ok luôn mọi người. Đó, một cái màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đây, nó sẽ có cái màn hình cảm ứng để mọi người điều chỉnh, mọi người cài trực tiếp ở trên đây luôn. Set up, điều chỉnh music này, về cái nhạc nền, mid, rồi effect. Đó, có đầy đủ ở trên đây. Hoặc là mọi người không thích trực tiếp trên cái màn hình cảm ứng thì mọi người có thể điều khiển ở những cái đúng chỉnh này, hãng đã bố trí sẵn ở đây này. Đó, và hát rất là hay luôn, có cả kết hợp cả Bluetooth. Để các bác các anh mà không thích hát ở trên tivi xuống thì mọi người ví dụ hát ở một cái nơi xa tivi thì mọi người có thể hát qua điện thoại. Đó. Còn bác và anh nào mà mọi người thích kết hợp từ trên YouTube qua cái đường cộng quang, mọi người hát kết nối xuống cái âm ly này thì mọi người kết nối qua cái cộng quang, mọi người hát từ trên tivi xuống rất là hay luôn. Có cả cái cổng USB để mọi người cắm cái
cộng USB để mọi người cắm cho mọi người nghe nhạc luôn mọi người này. Nhưng mà nghe nhạc là chỉ có MP3 thôi mọi người nha. Cái này là cái cộng để mà chúng ta cài cái máy tính á, khi mà mọi người đổ cái chương trình vào đó thì mọi người kết nối vào cái cộng này. Thì trước khi mà Ngọc Hảo gửi đi thì kỹ thuật ở bên Ngọc Hảo sẽ cài đặt sẵn cho tất cả các bác các anh về những cái hiệu ứng âm thanh vang này kia, cài sẵn cho tất cả các bác các anh theo tiêu chuẩn của hãng Boston Acoustic luôn. Nên các bác các anh về mọi người chỉ cần kết hợp vô và mọi người hát thôi. Đó, rồi nút nguồn nào lại về bên này. Rất là sang luôn mọi người. Đây Hi-Fi Digital Mixing Amplifier. Đó, có đầy đủ cả DAC luôn. Một cái ngoại hình nó cực kỳ sang luôn mọi người. Với mức giá chỉ có trên 12 triệu một chút xíu thì thật sự rất là rẻ. Bác và anh nào ở nhà mà mọi người có loa rồi á, đang muốn tìm kiếm một cái chiếc âm ly riêng để chúng ta nghe nhạc, để chúng ta hát karaoke, thì đây là một cái modem mà rất là ok luôn mọi người. Nó tích hợp cả mic này kia vô trong cho chúng ta, thì mọi người mua về mọi người chỉ cần hát thôi, ngoài ra không sắm gì hết, rất là tiện. Đó, nó sẽ có đầy đủ này. Đằng sau nó sẽ có cái cổng optical để mọi người kết nối hát từ trên TV xuống này. Có cái cổng gain để mọi người chỉnh âm lượng. Ví dụ bác và anh nào mà thích gắn cái mic rời vô á thì mọi người có thể chỉnh. Nó sẽ có hai cái đường gắn mic rời cho tất cả các bác các anh gắn vô để chỉnh. Đó, nói chung là có đầy đủ hết. Không thiếu một cái gì hết đó mọi người. Với mức giá chỉ có trên 12 triệu thì thật sự rất là rẻ. Nói chung khi mà mình hát á thì các bác các anh nên sắm một cái chiếc âm ly riêng như vậy hát để cho nó hay. Đó, cho nó tách bạch ra cho nó hay. Đây, với mức giá chỉ có 12 triệu, trên 12 triệu một chút xíu. Thì bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo nha mọi người. Đó, bây giờ thì Hảo cũng sẽ test một, Hảo sẽ hát một ca khúc để cho tất cả các bác các anh thấy cái chất âm của cái modem này. Cho ra cái âm nó rất là ngọt và rất là ấm luôn mọi người. Hát cực kỳ nhẹ luôn. Ngọc Hảo thấy bữa nay hát karaoke thì đa phần thì mình hát tại gia đình thì nhiều mọi người. Cũng ít ai bữa nay mà đi ra quán lắm mọi người. Nên mình sẵn vậy mình hát trong gia đình này kia, có tiệc tùng hát này kia rất là ok luôn. Đó, bây giờ thì Hảo hát một ca khúc nha, để cho mọi người thấy trực tiếp rõ ràng. Khi mà các bác anh hát ở ngoài thì mình nghe cái giọng nó sẽ hay, nó ấm hơn rất là nhiều. Đó, với mức giá thì có trên 12 triệu một chút xíu thôi. Bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Cái này hàng mới thì các bác anh yên tâm sử dụng nha mọi người, không có phải lo lắng gì hết á, bảo hành chính hạn 12 tháng. Chỉ cần
việc trở về. Xong rồi á, khi mà các bác các anh nghe ở ngoài, hát ở ngoài thì nó sẽ hay hơn nhiều đấy nha mọi người. Và bây giờ thì Hảo sẽ kết thúc video tại đây và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Bác và anh nào lấy thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại nha.